Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì tiếp tục cái thí nghiệm trên chiếc xe của tôi. Thì hôm nay tôi có một cái lon Coca và một cái tu hít, cái kèn tu hít. Ok, bây giờ tôi sẽ làm cái thí nghiệm trên chiếc xe của tôi coi nó có cái tiếng kêu như thế nào ạ. Ok. Thì với cái tu hít này thì tôi sẽ khoan một cái lỗ ở đây. Khoan một cái lỗ ở đây. Tôi sẽ gắn cái ống nước này vô. Cái lỗ này. Đó, tôi sẽ... Khủng hoảng.
Video chế cái bô xe từ cái lon coca và cái tua hít đã xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy ý nghĩa thì các bạn nhớ cho mình một share và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.